Xin chào mọi người, video ngày hôm nay thì xe đạp MV sẽ mang đến cho mọi người chiếc xe mang thương hiệu Squin. Thương hiệu này nó đến từ nước Mỹ và chiếc xe này theo mình thấy nó còn nguyên zin nguyên bản rất là nhiều. Để mình giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người xem. Đầu tiên thì phải nói đến cái phần màu sơn zin của nó cũng giống như vậy nhưng mà nó có trầy xước cho nên là mình đã tốt lại màu sơn. Để giữ cho cái màu sơn vừa tốt, nó bền và nó đẹp hơn thì mình có phủ bóng. Thành ra là khi mà nhìn trên khung á, mọi người sẽ thấy được cái khung sườn nó lấp lánh và nó hơi óng ánh một chút. Trong video thì mình cố gắng nói rõ những chi tiết như vậy để cho mọi người ở xa không có xem trực tiếp được cũng nắm rõ được tình trạng của xe. Tại vì sẽ có những người thích cái màu sơn zin hoàn toàn, không có tút gì cả, và sẽ có những người không thích cái màu sơn mà nó trầy xước, cứ tút lại miễn sao nó đẹp là được. Cho nên là trong video mọi người cố gắng xem thật là rõ, đừng có bỏ qua cái đoạn nào cả, vì mình nói rất là cụ thể để anh em dễ dàng lựa chọn cái chiếc xe thể thao phù hợp với bản thân nhất có thể. Yên xe là yên zin nhưng mà đã bọc lại da rồi. Ở phía trên cái video tăng này thì có cặp tay bấm xả. Trong cái lô xe đợt này mình nhập về rất là nhiều xe bị hư cái tay bấm xả, thành ra là cái tay bấm xả trên xe mọi người đang thấy nó cũng mang thương hiệu Shimano, nhưng mà đó là cái loại mới mình thay vào, đó là loại nhập khẩu, nó sử dụng cũng rất là tốt nhưng mà nó đã thay lại rồi, thì mình sẽ báo cái tình trạng của nó là đã thay lại. Xe Nhật bãi thì chắc chắn trên xe nó sẽ còn những tem đăng ký đăng kiểm tại Nhật giống như vậy. Cái khung xe này thì nó cũng tương đối là thanh thoát vì nó khá là cao. Một tí thì mình sẽ đo cái size của nó cho mọi người xem. Cấu hình thì xe nó có 3 dĩa và 8 líp, cùi đề là Shimano Atus. Và sau đây thì mình sẽ test luôn cái phần cùi đề cho anh em xem một cách rõ ràng và khách quan nhất. Xe này trước khi mà đăng lên bán thì cũng giống như những xe khác mà mình đăng lên. Trước khi mà mình đăng lên như vậy thì mình phải có một cái công đoạn là mình tháo ra, kiểm tra, vệ sinh, căn chỉnh từng chi tiết. Sau đó thì mình lắp ráp lại, mình tra dầu nhớt đầy đủ. Rồi mình cũng có đi thử luôn, mọi thứ ok hết rồi thì mình mới đăng xe lên bán. Cho nên là mọi người mua xe về là chỉ việc sử dụng liền, chứ không có cần phải làm thêm bất cứ một cái gì cả. Phần ống đứng của xe này mình đo nó có kích cỡ là 49, còn cái phần ống ngang là 55. Nên người muốn dùng cái xe này phải cao từ 1m65 trở lên. Dưới 1m65 thì phải hạ yên thấp xuống. Khi mà hạ yên thấp xuống thì cái xe nó mất cái form nó đi, nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Tổng trọng lượng của xe này thì chỉ hơn 12kg một tí. Cấu tạo khung sườn là khung sườn nhôm, và cái càng xe hay còn gọi là cái phục phía trước nó là càng thép. Và đây là ngoại hình ở phía bên còn lại của chiếc xe. Xe này ở phía sau đuôi á, nó sẽ có những cái đai ốc để mà mọi người có thể đổ cái phanh đĩa vào nếu mà cần. Tại vì nếu mà quan sát kỹ thì mọi người thấy trên khung là người ta còn chừa những cái bát giống như vậy, để mà mọi người muốn đổ phanh đĩa vào thì có thể đổ. Nhưng mà mình thấy thà là mọi người mua luôn một chiếc xe nó có phanh đĩa, nó sẽ ok hơn là mọi người mua chiếc xe không có cái phanh đĩa rồi mới về mua phụ tùng độ vô. Như vậy thì nó khá là tốn kém nhưng mà nhìn nó cũng không có được đẹp cho lắm. Theo quan điểm cá nhân mình thấy là như thế. Video thì sơ lược mình giới thiệu nó cũng gần như là đầy đủ rồi. Nếu ai có quan tâm thì cứ alo cho mình. Và nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xe Đạp MV để đón xem nhiều những cái mẫu xe Nhật bãi khác mà mình giới thiệu. Xe Đạp MV chân thành cảm ơn.